Vâng, xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Phú Audio. Mình thưa các bác, hôm nay chúng em lại tiếp tục về được những mẫu loa cực kỳ đẳng cấp đến từ Paramax, đó là loa MKD 2000. Thì với chiếc loa này thì em nó được trang bị là 2 bát 20 năm. Đó, các bác có thể thấy là 2 bát 20 năm, bát rất là đẹp đúng không ạ? Các bác có thể thấy là cái chất bát của nó thực sự nó rất là đẹp. Và ngoài 2 bát 20 năm ra thì em nó được trang bị thêm là một loa chung các bác nhé. Đó. Và đặc biệt khi ghép một đôi bát 25, một loa chung thì chúng ta sẽ có thêm một chép neo. Các bác có thể thấy này, neo đi ôm tê Twitter này các bác nhé. Đó, thì đây chính là loa chép neo. Thật sự là thiết kế này rất là đặc biệt. Thì trước đây em cũng đã có rất là nhiều cái mẫu loa kênh. Đó, trước đây em cũng có mẫu rất là nhiều các mẫu loa kênh mà em nó chỉ được trang bị chép thường thôi. Thế nên là những cái tiếng chép của nó ra nó không được thoát, tiếng nó không được sáng. Thì ở đây Paramax họ rất là hiểu người chơi âm thanh Việt Nam, là đặc biệt là thích tiếng chép nó phải sáng, rèn, và tiếng bass nó phải nực. Thì ở đây thì chúng ta có một đôi loa có đầy đủ hết các cái yếu tố mà các bác đang mong muốn, đó là trang bị 2 bát, một chung và một loa chép neo, giúp cho tiếng chất nhạc nó ra nó hay đúng không ạ? Và thứ nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau test về chất nhạc. Còn về chế độ bảo hành thì ở đây thì chúng ta đã có là bảo hành 5 năm, bảo hành 5 năm cho các bác và anh em. Đó, 5 năm liền, nên khi chúng ta sử dụng thì hoàn toàn có thể yên tâm về chế độ bảo hành. Và từ trước tới giờ riêng Paramax họ làm rất là tốt về công việc bán hàng và sau bán hàng và bảo hành. Thế nên là khi mà chúng ta sở hữu những sản phẩm của Paramax thì các bác có hoàn toàn có thể yên tâm. Đó, thì với thiết kế thì bên em sẽ quay sang một chiếc bên này. Thiết kế thì chúng ta sẽ có thiết kế mặt trước là một e căng vải này, nhìn khá là đẹp đúng không ạ? E căng vải nhìn cực kỳ đẹp. Đó. Và bên cạnh cái e căng này thì chúng ta sẽ có lớp vỏ vân gỗ. Đó, chất liệu nó màu là màu vân gỗ các bác này. Nhìn khá là sang trọng đúng không ạ? Cực kỳ sang trọng khi chúng ta sở hữu những sản phẩm loa cây đến từ Paramax và chúng ta để không gian tại gia đình. Thì các bác có thể thấy là em nó nhìn rất là chất lượng, cực kỳ chất lượng. Công suất của em nó thì chế độ đồ vào của nó thì nó sẽ là 180W, max là 360W các bác nhé. Phải nói là trang bị 2 bát 20 năm, một chung và một chép neo mà công suất nó chỉ có là max nó mới có lên 360W thôi. Đó, rất là hay ở trên cái sản phẩm này. Và khi các bác mua về thì các bác có thể cào cái mã kích hoạt bảo hành ở bên em đây. Đây ạ, các bác có thể thấy này, đây chính là Paramax nhé. Về các bác có thể cào cái mã này ra và làm theo hướng dẫn ở bên dưới này, soạn tin nhắn là CHG dấu cách Paramax và dấu cách mã số ở bên dưới cái nấc cào này và gửi tới số là 8077, thì để chúng ta có thể kích hoạt bảo hành. Và cái đôi loa này thì chúng ta sẽ có bảo hành, thời hạn bảo hành là 5 năm. Các bác hoàn toàn yên tâm về chế độ bảo hành cũng như là về chất lượng sản phẩm. Và bây giờ thì em sẽ test cho các bác một đoạn nhạc. Đó, test cho các bác một đoạn nhạc nhé, để đảm bảo là cái chất âm của cái dàn loa này nó ra nó rất là tuyệt vời. Đó. Vâng, bây giờ thì em sẽ mở một đoạn nhạc để có thể test cho các bác về cái chất âm của đôi loa này. Và các bác lưu ý khi chúng ta nghe nhạc test thì các bác vui lòng có thể đeo tai nghe vào giúp em, để chúng ta có thể trải nghiệm được chất âm tốt nhất của cái đôi loa này nó phát ra cho chúng ta cùng nghe. Vâng, xin mời các bác cùng lắng nghe. Thank you.
thì chúng ta vừa test qua một đoạn nhạc đúng không ạ? Thì cũng có rất là nhiều anh em nói rằng là khi test nhạc thì không biết cái tiếng mic nó có sáng hay không, hát có hay hay không. Vậy thì em cũng sẽ test cho các bác luôn cái tiếng mic ở trên cái đôi loa này để đảm bảo cho các bác rằng là chất mic nó rất là tuyệt vời. Vâng, xin mời các bác. 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Đó, các bác có thể thấy tiếng mic nó thế nào ạ? Tiếng rất sáng đúng không ạ? 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Tiếng chép ra rất là sướng tai luôn. 5 6 7 1 2. Đó, các bác có thể thấy là cái chất âm khi chúng ta nghe nhạc cũng như là hát, đảm bảo cho các bác là đôi loa này vừa hát hay, vừa nghe nhạc hay. Và có thể các bác có thể sử dụng để làm loa, có thể là xem phim kiểu như là trên rạp chiếu phim vậy các bác. Đó, thì cái đôi loa này thì nó có hiệu hội tụ đầy đủ các cái yếu tố mà anh em đam mê karaoke cũng như là đam mê nghe nhạc có thể sở hữu cho mình. Và hiện tại những cái dòng loa Paramax đang được bán tại Tuyên Vũ Audio. Các bác có quan tâm thì có thể để lại bình luận bên dưới giúp em để chúng em có thể tư vấn và hỗ trợ các bác. Và xin cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Các bác thì hay thì nhấn like và đăng ký kênh để được theo dõi những sản phẩm mới, hay và rẻ tại Tuyên Vũ Audio. Xin chào các bác.